Khoảng hơn 11 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2014, xe tải biển số 54Z9486 do ông Nguyễn Bá Thanh, 31 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa làm tài xế, lưu thông trên đường Trần Não theo hướng đường Mai Chí Thọ đi cầu Sài Gòn 2. Khi ông Thanh chạy đến đoạn mũi tàu, cách cầu đen một khoảng 500m, đoạn thuộc phường Bình An, thì thấy xe ô tô biển số 56P8463 lưu thông theo hướng ngược lại có dấu hiệu chạy tới tông xe mình, nên ông Thanh lách tránh. Dù đã đoán trước tình huống, nhưng không may, xe của ông Thanh cũng bị xe ô tô trên tông mạnh ngang hông và lật giữa đường, trượt thêm một đoạn khoảng 5m mới chịu dừng lại. Chiếc ô tô bị biến dạng phần đầu, rất may không có thương vong về người. Tổ xử lý tai nạn quận 2 đã đến giải quyết, một xe cẩu cũng được điều đến để hỗ trợ xe gặp nạn. Khoảng 12 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải quyết xong, xe tải và ô tô được di lý về trụ sở cảnh sát giao thông quận 2 để tiếp tục xử lý, điều tra làm rõ nguyên nhân.